Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. MU xác định người thay Ten Hag, mục tiêu số 1. MU chốt nhanh thương vụ Brent White. Mbappe cạn tình với Paris Saint-Germain. MU xác định người thay Ten Hag, mục tiêu số 1. MU đã xác định người thay thế Erik Ten Hag, đó là người mà lãnh đạo Quỷ Đỏ muốn bổ nhiệm hơn bất kỳ ai khác. Tờ Mirror của Anh thông tin hôm nay ngày 29 tháng 5, huấn luyện viên Erik Ten Hag có vẻ sắp rời khỏi vị trí huấn luyện viên của Manchester United với việc đồng chủ sở hữu Quỷ Đỏ Sir Jim Ratcliffe đã chọn mục tiêu hàng đầu của mình để thay thế chiến lược gia người Hà Lan tại Old Trafford. Theo đó, Manchester United vẫn xem huấn luyện viên Gareth Southgate là sự lựa chọn đầu tiên của họ nhằm thay thế cho huấn luyện viên Erik Ten Hag. Nhiều người cho rằng Ten Hag sẽ rời khỏi vai trò của mình tại Old Trafford, mặc dù đã giành chức vô địch FA Cup cùng MU vào thứ bảy tuần trước. Chiến lược gia người Hà Lan có một mùa giải thứ hai tại MU phần lớn là khốn khổ, với việc Sir Jim Ratcliffe chuẩn bị thực hiện một sự thay đổi. Nếu tỷ phú người Anh làm vậy, MU sẽ phải chơi trò đuổi bắt. Trong khi các câu lạc bộ lớn khác đã thực hiện những thay đổi về huấn luyện viên của họ, nhưng Ratcliffe đã chọn Southgate là mục tiêu ưa thích của mình để tiếp quản MU. Gareth Southgate sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết Euro 2024 vào mùa hè này tại Đức. Trận đấu sẽ diễn ra chỉ sau hơn 2 tuần nữa. Tuy nhiên, Southgate sẽ vẫn đứng đầu danh sách của Sir Jim Ratcliffe. Theo tờ The Independent của Anh, MU muốn bổ nhiệm Southgate hơn bất kỳ ai khác. Một số nhân vật chủ chốt đằng sau tập đoàn hóa dầu Ineos của Sir Jim Ratcliffe được cho là đang muốn huấn luyện viên người Anh dẫn dắt Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, điều đó sẽ rất khó để đạt được vào mùa hè này khi xét tới Euro sắp tới. Southgate sẽ không rời bỏ công việc hiện tại trước khi hành trình của đội tuyển Anh tại giải đấu kết thúc. Và ông sẽ phải nghỉ ngơi sau cuộc cạnh tranh căng thẳng tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp đội tuyển. Tuyển Anh là một trong những ứng cử viên được yêu thích để giành danh hiệu Euro 2024. Đây sẽ là chức vô địch giải đấu lớn đầu tiên của họ kể từ năm 1966 khi Tam Sư đăng quang World Cup. Nhưng những tin đồn đoán về tương lai của Southgate có thể tràn lan nếu Ten Hag bị sa thải. Gareth Southgate đã bác bỏ những gợi ý rằng ông có thể tiếp quản Manchester United. Gần đây, huấn luyện viên người Anh Gareth Southgate đã mô tả tin đồn ông có thể thay thế Ten Hag tại đội chủ sân Old Trafford là hoàn toàn thiếu tôn trọng. Gareth Southgate tuyên bố vào tháng 3: "Tôi nghĩ có hai điều theo quan điểm của tôi. Một là tôi là huấn luyện viên đội tuyển Anh. Về cơ bản tôi có một công việc, cố gắng mang lại chức vô địch châu Âu. Rõ ràng trước đó có hai trận đấu quan trọng ở đây trong một tuần, anh đã giao hữu. Điều thứ hai là Manchester United có một người quản lý và tôi nghĩ nói về việc thay thế một người quản lý luôn là điều hoàn toàn thiếu tôn trọng. Tôi là chủ tịch của MLA, Hiệp hội các nhà quản lý giải đấu, nên tôi không có thời gian cho việc đó. Tôi nghĩ tôi đã trả lời điều này mỗi khi tôi ngồi nói chuyện với các bạn, tức truyền thông. Trọng tâm của tôi là giải vô địch châu Âu. Nếu trước đó chúng tôi đã ký hợp đồng với MU thì mọi người sẽ nói, tại sao ông lại ký hợp đồng trước Euro, nơi ông có phải chứng tỏ bản thân không? Tôi chắc chắn sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai khác. Tôi chưa bao giờ làm vậy. Tôi đã làm việc được 8 năm và sẽ không bao giờ thích nói chuyện với bất kỳ ai khác khi tôi đang làm việc. Vì vậy, tôi không biết liệu điều đó có đúng không khi trả lời câu hỏi của các bạn." MU chốt nhanh thương vụ Brent White. MU đang đẩy nhanh quá trình đàm phán chuyển nhượng Jarrad Bentley với mong muốn hoàn tất thương vụ trước khi Euro 2024 khởi tranh. Song song với quá trình chốt tên huấn luyện viên trưởng cho mùa giải mới, MU cũng triển khai kế hoạch nâng cấp đội hình sau cuộc đua 2023-24 không thành công như kỳ vọng. Sau khi thất thế trong cuộc đua giành chữ ký Tosin Adara Biojo, người đã rời Fulham theo dạng tự do, MU quyết định tập trung vào mục tiêu Jarrad Bentley. Trang chuyển nhượng Football Talk đưa tin, đại diện của MU đang tiếp xúc với Everton để tháo gỡ các vướng mắc trong đàm phán. Brent White được đội ngũ cố vấn của Sir Jim Ratcliffe và các chuyên gia hiệu suất thuộc Ineos Sport đánh giá rất cao. Năng lực của Brent White đã được chứng minh qua các trận đấu với Everton tại Premier League. 3,117 phút ghi 3 bàn. Phong độ ở Everton giúp cầu thủ 21 tuổi này được Gareth Southgate triệu tập vào danh sách đội tuyển Anh chuẩn bị cho Euro 2024. Bước đầu, MU đặt ra mức phí 55 triệu bảng. Tuy vậy, Everton cho rằng con số này không hợp lý và mong muốn ít nhất 80 triệu bảng. Brent White sẽ là giải pháp quan trọng thay thế Raphael Varane, trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự MU từ mùa giải sau. MU muốn có chữ ký của Brent White trong khoảng 2 tuần tới, bởi vì
Việc ra mắt Euro có thể đẩy phí chuyển nhượng của anh lên cao hơn. Mbappe cạn tình với Paris Saint-Germain. Dù chưa chính thức rời Paris Saint-Germain, nhưng ngôi sao Kylian Mbappe đã có hành động cạn tình với đội bóng Paris. Mbappe nhờ luật sư can thiệp vì Paris Saint-Germain không thanh toán một khoản lương thưởng tháng 2 và lương tháng 4 trị giá 80 triệu euro cho anh. Động thái của tiền đạo sinh năm 1998 diễn ra trong bối cảnh anh sẽ rời Paris Saint-Germain vào tháng 6 tới theo dạng chuyển nhượng tự do. Mọi chuyện bắt đầu vào năm ngoái khi Mbappe thông báo với Paris Saint-Germain rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng để ra đi theo dạng tự do hè 2024. Paris Saint-Germain phản ứng bằng cách cô lập tiền đạo trụ cột, khiến anh có nguy cơ phải ngồi chơi sơi nước cả mùa giải 2023-2024. Để được phép trở lại thi đấu, Mbappe chấp nhận từ chối khoản phí trung thành trị giá 80 triệu euro. Có thể trong thỏa thuận này, Paris Saint-Germain vẫn sẽ trả phí trung thành cho Mbappe trong trường hợp nhất định. Tờ báo L'Equipe của Pháp cho hay, tới tháng 2 năm 2024, đội chủ sân công viên các hoàng tử vẫn trả 87 triệu đô phí trung thành cho Mbappe. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và cộng sự giải thích rằng, họ làm vậy sau này đòi Real Madrid phải trả lại đúng số tiền đó cho Paris Saint-Germain nếu ký hợp đồng với ngôi sao 26 tuổi. Có lợi thế nắm đằng cán nên hiện tại chủ tịch Florentino Perez cương quyết rằng Real Madrid sẽ không trả một đồng nào cho cầu thủ sẽ hết hợp đồng với Paris Saint-Germain cuối tháng 6 năm 2024. Không hài lòng với thái độ của chủ tịch đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khiến đôi bên gây khó dễ cho nhau. Paris Saint-Germain cố tình không trả một khoản lương tháng 2 và lương tháng 4 cho Mbappe. Khoản này 80 triệu euro, đúng bằng số tiền Paris Saint-Germain đã trả phí trung thành cho tiền đạo tuyển Pháp. Luật sư đôi bên trong những ngày qua liên tục liên lạc với nhau qua thư điện tử. Luật sư của Mbappe đòi đội bóng trả 80 triệu euro tiền lương thưởng nợ anh. Còn luật sư đội bóng muốn viết thỏa thuận bằng văn bản về việc Mbappe từ chối nhận phí trung thành hè năm ngoái. Mbappe gia nhập Paris Saint-Germain từ năm 2018 từ Monaco với giá 180 triệu euro. Tới nay, anh ghi cho đội bóng Paris 256 bàn sau 308 trận. Thời gian của anh ở Parc des Princes không được như mong đợi, mặc dù đã giành được 6 chức vô địch Ligue 1 và 3 cúp quốc gia Pháp, nhưng chưa bao giờ đăng quang Champions League. Điều này đáng tiếc bởi Mbappe còn được chơi chung với một đôi siêu sao Lionel Messi và Neymar. Mùa giải cuối cùng của tiền đạo sinh năm 1998 cũng không thể giúp Paris Saint-Germain tránh khỏi việc bị loại khỏi bán kết Champions League.